Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi nam công nhân làm nhiệm vụ cho cây vào máy tuốt bất ngờ ngã vào chiếc máy. Cảnh tượng lạnh người diễn ra trước mắt khiến cho các công nhân khác hoảng hồn, nhảy xuống xe tải để cứu bạn mình. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, nạn nhân đã tử vong. Lạnh người với đoạn clip quay cảnh nam công nhân bị cuốn vào máy xay. Số phận pháp lý của người chở nghi can bỏ trốn khỏi trụ sở công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ học sinh gặp nạn ở nhà văn hóa. Vụ cô giáo quờ tay tím má, không khởi tố vụ án hình sự. Lạnh người với đoạn clip quay cảnh nam công nhân bị cuốn vào máy tuốt. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video khiến người xem có phút giây sởn gai ốc. Cụ thể, trong đó là cảnh một nhóm công nhân đang làm việc. Họ thay phiên nhau đưa những nhánh cây từ trên xe tải xuống để người đồng nghiệp bỏ vào máy tuốt. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi nam công nhân làm nhiệm vụ cho cây vào máy tuốt bất ngờ ngã vào chiếc máy. Cảnh tượng lạnh người diễn ra trước mắt khiến cho các công nhân khác hoảng hồn, nhảy xuống xe tải để cứu bạn mình. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, nạn nhân đã tử vong. Được biết sự việc đau lòng xảy ra tại một công ty ở Trà Vinh. Công ty và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận tự dàn xếp vì đây là tai nạn không ai mong muốn. Hy vọng nạn nhân được ra đi thanh thản. Số phận pháp lý của người chở nghi can bỏ trốn khỏi trụ sở công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin, chiều 29 tháng 5, một nghi phạm tên Tâm được đưa về trụ sở công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để xác minh làm rõ hành vi liên quan tới ma túy. Trong lúc bị giữ, người này xin cán bộ mở cửa cho đi vệ sinh, rồi bất ngờ bỏ chạy ra ngoài cổng, lên xe một người phụ nữ chờ sẵn định tẩu thoát nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đã khống chế Tâm và giữ người phụ nữ lại để xác minh. Làm việc với công an, người phụ nữ khai được mẹ của Tâm nhờ mang cơm đến cho con trai. Đưa cơm xong, người phụ nữ chuẩn bị rời đi thì Tâm chạy ra, nhảy lên xe. Bước đầu cả hai khai không có sự bàn bạc từ trước, nhưng công an vẫn đang làm rõ lời khai này. Theo luật sư Trương Văn Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xử lý nghi phạm này và người phụ nữ có thể diễn ra theo các chiều hướng như sau. Thứ nhất, nếu Tâm chỉ bị công an đưa về làm việc hành chính mà chưa có bất cứ quyết định tạm giữ, tạm giam nào, thì hành vi của nghi phạm chỉ là vi phạm hành chính, bị xử phạt về hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Mức phạt áp dụng phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Thứ hai, nếu Tâm đã bị cơ quan công an ra quyết định tạm giữ, tạm giam và đang được lưu người tại trụ sở công an phường, với hành vi chạy trốn khỏi trụ sở công an, nghi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử. Ngoài ra, đối với người phụ nữ giúp Tâm bỏ trốn, việc xử lý ra sao sẽ phải phụ thuộc vào kết quả xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan tới hành vi trốn chạy của Tâm. Cụ thể, nếu Tâm đang bị tạm giữ, tạm giam theo các quyền tố tụng của cơ quan có thẩm quyền và giữa hai người có sự bàn bạc thống nhất về việc giúp Tâm chạy trốn, thì người phụ nữ có thể bị xử lý với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Tâm về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Còn lại, như đã phân tích, nếu Tâm mới chỉ bị mời lên làm việc chứ không bị tạm giam, tạm giữ, thì người phụ nữ chỉ có thể bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, tương tự nghi can Tâm. Trường hợp đúng như lời trình bày của chị, rằng chị chỉ đi đưa cơm mà không hề biết việc chạy trốn, thì chị sẽ được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp này. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ học sinh gặp nạn ở nhà văn hóa. Tại hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ báo cáo, tại chỗ vụ sập mái hiên nhà văn hóa khiến 6 học sinh bị thương chiều tối qua, mùng 3 tháng 6. Có 4 học sinh xây sát nhẹ đã được gia đình đón về nhà chiều tối qua, còn 2 cháu đang điều trị tại viện, 1 cháu lớp 3 bị thương phần chân, 1 cháu lớp 6 khâu vá phần mềm vai trái, vị này nói. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương nhắc nhở các đơn vị nói chung phải đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động sinh hoạt hè, đặc biệt cần tránh tối đa sự cố tương tự có thể xảy ra trong kỳ thi vào lớp 10. Trước đó, như đã đưa tin, chiều mùng 3 tháng 6, khi học sinh đang biểu diễn trên sân khấu, bất ngờ mái hiên nhà văn hóa đổ sập đè lên phong bạt khiến 6 em bị thương. Sự việc xác định tại sự kiện khai mạc hè giao quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 tại thôn Vân Lôi, xã Trạch, Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Mạnh Cường, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Phúc Thọ cho biết, sự việc xảy ra sự kiện sinh hoạt hè do ban chỉ đạo hoạt động hè của huyện tổ chức với sự tham gia của nhiều học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Chương trình văn nghệ đang diễn ra và phần mái hiên của tòa nhà bất ngờ bị sập, khiến cho gạch vỡ bị rơi xuống sân, đè lên phông bạt khiến 6 em đang biểu diễn bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các em đã được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ để sơ cứu, rửa vết thương, thăm khám và chiếu chụp. Theo địa phương, nguyên nhân sự cố được xác định là mưa nhiều, phần vữa của nhà văn hóa đã bị chốc, rơi xuống, phần mái hiên bị đổ sập. Vụ cô giáo của tay tím má không khởi tố vụ án hình sự. Liên quan đến vụ phụ huynh của trường mầm non Việt Úc, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tố giác về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học. Ngày 3 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều cho biết đã có thông báo gửi công an phường An Hòa và chị Trương Ngọc Bảo Uyên, người tố giác, về việc không khởi tố vụ án hình sự. Theo đó, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do công an phường An Hòa cung cấp về việc cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 26 tháng 4 tại trường mầm non Việt Úc, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Với lý do, Cao Như Quỳnh đã thực hiện hành vi dùng tay đánh cháu Hồ Đăng Khôi, nhưng qua giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là do thương tích gây nên là 0%. Theo kết luận giám định, chấn thương trên cơ thể của Khôi phù hợp với cơ chế là do vật tay gây nên. Như đã thông tin, chị Trương Ngọc Bảo Uyên, tố giác Cao Quỳnh Như, giáo viên trường mầm non Việt Úc đã có hành vi đánh con mình là cháu Hồ Đăng Khôi tại lớp học. Trước đó, bà Hà Kim Thoa, chủ tịch hội đồng trường mầm non Việt Úc và Nguyễn Thanh Thanh, hiệu trưởng nhà trường xác nhận việc cô giáo tác động đến học sinh xảy ra ở tại nhà trường là hoàn toàn đúng và nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát quản lý giáo viên lớp học đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc. Phía nhà trường đã có cuộc họp với toàn bộ giáo viên để nhắc nhở, chấn chỉnh. Nhà trường cũng đã thay đổi hệ thống camera hiện đại hơn, tự động nhận diện hành vi để phát hiện xử lý kịp thời về những tình huống phát sinh. Về phía cô Cao Như Quỳnh đã có đơn xin nghỉ việc và được phía nhà trường giải quyết theo nguyện vọng. Nam thanh niên ghi hình ảnh quan hệ với bạn gái nhí. Ngày 4 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Krông Bông. Theo thông tin ban đầu, tháng 7/2023, Trần Văn Chiến sinh năm 2006 qua mạng xã hội có quen biết với cháu Nhi sinh năm 2011, cả hai nhiều lần nhắn tin qua lại và nảy sinh tình cảm với nhau. Quá trình yêu đương, từ tháng 7 đến tháng 12/2023, Chiến đã 6 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Nhi tại địa bàn của xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, thời điểm cháu Nhi mới hơn 12 tuổi. Không chỉ vậy, Chiến còn dùng điện thoại để ghi lại cảnh quan hệ tình dục với cháu Nhi để tiếp tục gạ gẫm về việc quan hệ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố đối với bị can Trần Văn Chiến về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.